Chào các em đã trở lại với kênh YouTube của thầy Lê Minh Đức GSP. Hôm nay thầy rất vui vì thầy được đồng hành cùng các em để hướng dẫn các em học môn toán từ lớp 6 đến lớp 12. Hôm nay thầy tiếp tục dạy mục thứ ba, đó là cách giải một cái phương trình có chứa ẩn số ở mẫu như thế nào. Và đây là một kiến thức rất cơ bản trong giải cái phương trình của chương trình lớp 8 mà các em cần phải chú ý. Sau đây thầy vào giải bài mới. Ở trên bảng thầy có đề hai cột. Cột thứ nhất là giải một cái ví dụ. Và từ ví dụ này thầy sẽ nêu ra cái phương pháp để giải cái phương trình có chứa ẩn số ở mẫu. Ở ví dụ giải phương trình sau: x chia x cộng 3 cộng với x chia x cộng 2 bằng x chia cho x cộng 2 thừa số cho x cộng 3. Như vậy đây là một phương trình có chứa ẩn số ở mẫu. Như vậy việc đầu tiên chúng ta sẽ tìm điều kiện để phương trình được xác định, tức là điều kiện để các mẫu số sẽ khác không. Ở đây chúng ta thấy mẫu số x cộng 3, x cộng 2 và x cộng 3 nhân x cộng 2. Như vậy điều kiện của mẫu số khác không đó là x cộng 3 và x cộng 2 khác không. Bây giờ chúng ta ghi điều kiện phương trình xác định như sau. Ý thứ nhất gọi là điều kiện xác định. Điều kiện xác định đó là mẫu x cộng 3 khác 0 và x cộng 2 khác 0. Các em viết như sau: x cộng 3 khác 0 và x cộng 2 khác 0 tương đương với, chuyển 3 và 2 sang bên phải đổi dấu, ta được x khác âm 3 và x khác âm 2. Như vậy ở đây là điều kiện xác định của phương trình, người ta gọi tắt đó là điều kiện xác định. Bây giờ tiếp theo là chúng ta quy đồng hai vế của phương trình và khử mẫu. Bây giờ thầy quy đồng mẫu chung. Mẫu chung của phương trình này đó là x cộng 2 nhân với x cộng 3. Ở bên phải đã có mẫu là x cộng 2 nhân x cộng 3 rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần quy đồng ở bên trái. Chúng ta nhân chéo x nhân với x cộng 2 cộng với x nhân với x cộng 3, tất cả chia cho x cộng 2 nhân x cộng 3. Vậy phương trình 1 được biến đổi lại như sau: phương trình 1 tương đương x nhân với x cộng 2 cộng với x nhân với x cộng 3, tất cả chia cho x cộng 3 nhân với x cộng 2 bằng x chia cho x cộng 2 nhân x cộng 3. Sau khi chúng ta quy đồng mẫu chung cả hai vế thì chúng ta chuyển qua bước thứ ba là bỏ mẫu. Khi đó tương đương với phương trình x nhân với x cộng 2 cộng với x nhân với x cộng 3 bằng x. Bây giờ sang bước thứ ba là chúng ta đi giải cái phương trình sau này. Bước tiếp là chúng ta đi giải phương trình sau.
Phương trình sao tương đương với phương trình x nhân x là x bình phương cộng x nhân 2 là cộng 2x cộng x nhân x là x bình phương cộng x nhân 3 là cộng 3x. Chuyển x sang vế trái, đổi dấu, trừ x bằng 0. Tương đương với phương trình, bây giờ ta ước lượng đồng dạng. X bình phương cộng x bình phương là 2x bình phương. 2x cộng với 3x là 5x trừ x. Còn lại 4x cộng 4x bằng 0. Phương trình này ta đặt 2x làm nhân tử chung. Thừa số cho x cộng với 2 bằng 0. Phương trình này tương đương với hoặc là x bằng 0 hoặc là x cộng 2 bằng 0. Tương đương với x bằng 0 hoặc x bằng âm 2. Bây giờ sang bước tiếp theo là chúng ta kiểm tra những giá trị x này có thỏa điều kiện hay không. Bước tiếp theo là kiểm tra x bằng 0, x bằng âm 2 thỏa điều kiện hay không, tức là thỏa ở điều kiện ở bước 1. Các em thấy x bằng 0 thỏa điều kiện, x bằng âm 2 không thỏa điều kiện. Ta suy ra x bằng 0 thỏa điều kiện, x bằng âm 2 không thỏa điều kiện. Bước cuối cùng là bước kết luận. Tập nghiệm S của phương trình gồm có một phần tử, đó là phần tử 0. Chúng ta kết thúc. Như vậy thì dựa vào cái bài toán thầy giải, chúng ta trải qua 4 bước để giải một cái phương trình có chứa ẩn số ở mẫu. Bây giờ thầy nêu phương pháp chung. Bước 1. Đó là chúng ta đi tìm điều kiện xác định của phương trình. Điều kiện xác định của phương trình chúng ta đã làm nhiều bài tập rồi, đó là mẫu khác không. Bây giờ chúng ta chuyển qua bước 2 là quy đồng hai vế và khử mẫu. Quy đồng hai vế và khử mẫu. Quy đồng mẫu chung. Hai vế và khử mẫu. Bước thứ 3 là chúng ta giải một cái phương trình không còn mẫu chung nữa. Bước 3 là giải phương trình. Phương trình sao này các em? Giải phương trình
sau khi đã khử mẫu. Sau khi giải phương trình, sau khi đã khử mẫu rồi thì các em tìm được các giá trị x. Sang bước thứ tư. Kiểm tra các giá trị tìm được ở bước 3. Kiểm tra các giá trị của x tìm ở bước 3. Có thỏa điều kiện ở bước 1 không? Giá trị nào thỏa, đó là nghiệm của phương trình. Giá trị nào không thỏa thì bị loại. Giá trị x nào thỏa là nghiệm của phương trình ban đầu. Giá trị x nào không thỏa thì bị loại. Và cuối cùng, chúng ta qua cái bước tiếp theo, đó là kết luận tập nghiệm. Bước 5. Kết luận. Tập nghiệm của phương trình ban đầu. Như vậy ở bài này thầy đã hướng dẫn các em cách giải một cái phương trình có chữ ẩn số mẫu và trình tự thực hiện các bước để giải phương trình có số mẫu. Các em cần nhớ các bước để chúng ta giải phương trình cho tốt. Như vậy bài học kết thúc. Thầy mong các em bấm nút đăng ký và bấm chuông để nhận được các video mới nhất của thầy. Thầy cảm ơn các em đã theo dõi bài này. Chào tạm biệt các em.